Đây là tem của mình nhé, người Caramen ấy, mà hay mình thường nhắc đến ấy. Hôm nay mới chính thức lên hình mọi người này. Bạn này còn rất là trẻ nhá mọi người nhé. Bạn này tên là Vĩ, 2K thôi. Đấy cái lán mình đây mọi người, cả đảm bảo luôn ở trong không lo dột gì nhé mọi người nhé. Đây hôm nay mình lên thì mưa quá, anh em làm đi ăn xong là sẽ trở về lán, à sẽ trở về làng. Và bây giờ như này nhá, cái nhà thì sàn nhà thì ok lắm rồi, thang thiết có rồi. Bây giờ mình sẽ lấy đá về đây để mình kê cái chỗ, và khi mình ra đây rửa chân mình bước lên nhà luôn cho nó sạch đấy mọi người nhé. Thì chắc là mình sẽ dùng cho đá để kê để chỗ mà dẫm lên dẫm xuống này. Mình sẽ xếp đá để bước lên bước xuống, mọi người ở đây thì nó cũng có những đá đẹp lắm này. Đá bước lên bước xuống rồi dẫm vào đó. Đi theo hàng theo lối đi thì nó có cảnh quan một tí mọi người. Đấy, mình sẽ xếp đá cho nó đẹp. Xếp đá đấy rồi ở đây thì mình sẽ làm một cái vũng hoặc cái bếp, thì sau này mình đun ở trên kia thôi. Mình không đun ở dưới đây nữa. Đấy. Để tạo cho nó đẹp đẹp tí. Đắt vào. Mình sẽ để như thế này đi. Đấy, để cho mình chuyện mình dẫn cái dẫn này. Cho nó đẹp. Và cái đá này thì mình sẽ lấy hết về kia luôn. Đấy, thì cái miếng này đẹp đấy. Úi giời. Đấy, khi mình cần thì... Đấy, mình giấm ở đây, rác lên, mình rửa chân, rửa tay con, mình giấm ở đây luôn. Thì nó bẩn. Chỗ này mình sẽ làm sàn để mình đắp đất lên để mình làm bếp đun nhá mọi người nhá. Khi mình đun thì mình chỉ ngồi trên đây thôi là chúng ta ấy thôi, là mình nấu nướng ở đây thôi mọi người ạ. Có lẽ mình sẽ làm một đoạn thế này thôi là được rồi. Mình sẽ buộc nó lại, không cần phải dài quá đâu mà. Đấy, mình sẽ buộc nẹp nó lại mọi người nhá. Đấy, ở đó mình sẽ để đất lên đấy, để mà đun nấu các kiểu ở trên này. Đó. Mình sẽ phải dùng khá nhiều lạt để buộc ấy, để đảm bảo độ chắc chắn của nó.
cái bếp của thời tiền sử đấy mọi người. Đúng chủ đề mình luôn nhá mọi người nhá. Mình sẽ làm cái bếp như thế này để mà tới đây sẽ chế biến các món ăn tại đây luôn đấy mọi người nhé. Đấy, mình rất là thích làm những cái bếp nó như thế này luôn. Cái này chỉ là để đựng, nó đựng đất thôi mọi người ạ, để cho nó không cháy trong các sàn đấy. Vì mình làm ở trên thì phải chấp nhận mình phải làm như thế này thôi. Đây để đảm bảo đất nó không lọt xuống dưới nha mọi người nhé. Mình sẽ lót một lượt đá chuối lên đây để nó vứt đất vào đây này. Đấy, mọi người cứ phải đổ thật nhiều đất lên nhá thì đun nó mới không cháy, nó không cháy xuống dưới. Đấy, có công đoạn này thì giờ sẽ vứt đất lên như thế này cho mọi người ơi. Rót đi vào đây đi. Đấy, để đất nó khỏi lòi xuống dưới. Đấy, mai là một đất theo một lớp đất cho để một lớp cát cho nó mát. Đất tích vết đất dẻo thật. Đây cái bếp mình sẽ vứt đất lên như này nhé mọi người nhé. Mình sẽ đổ đây cái khuôn này luôn để sau này nó thành hình một cái khuôn. Đấy là nó không sao nữa. Để mà đun lửa đun bếp trên đấy luôn. Cần nhiều đất lắm đấy cho nên. Đấy, đất nó vứt lên. Thì là khi mà đất nó đã đóng bánh rồi sau này mình đun đấy. Nó không cháy xuống dưới được, tại vì mình không nấu cái gì nhiều quá đấy. Nó chỉ đổ nóng lên thôi, nó không cháy được bên dưới. Cái này phải đổ dày khum lên đấy. Đổ dày đủ lên thì mới được. Đấy, từ bận sau lên mà có trải nghiệm gì thì cũng không cần phải đun ở dưới chỗ kia nó ẩm khó cháy, trên này nó khô dễ cháy hơn, đỡ vất vả mọi người ạ. Rồi tắt đi. Đấy, cái bếp của mình đấy. Phải đắp dây thế nhá mọi người nhá, thì nó mới đảm bảo là nó không cháy dưới. Còn cái phần sàn dưới mình đã làm tách biệt rồi. Nó cũng không thể nào bốc ngọn lửa, nếu mà có cháy hám dưới nó cũng không bốc. Nó thành ngọn nên rất là yên tâm thôi. Đấy, có thiếu tí đất nữa. Phải đảm bảo đầy khum lên rồi tắt. Hôm nay mình cái này cái cây sung này ấy, là hôm trước mình cũng quay cái hình lên cho mọi người cùng xem là cái quả sung này nó ấy lắm á. Nó đặc biệt hơn mọi cái cây khác luôn, mọi người có để ý là cái quả của nó màu như này nó không phải nó chín là nó rất là nhiều nhựa luôn này. Bây giờ mình sẽ lấy về nhá để lát nữa mình sẽ trải nghiệm ăn một món quả sung rừng nhé mọi người nhé. Đây là mình sẽ vứt lấy cơ số để mà lát nữa về là kia làm cái món này mình ướm lâu rồi, lên rừng thì nó thế thôi. Mỗi một tập mình sẽ gắn với một ít về các cái món loại quả tự nhiên trong rừng này nhé mọi người nhé, loại thức ăn về rừng đấy. Thế thì hai anh em thì mình sẽ làm một ít thôi để mà mình sẽ thưởng thức cái món này mình
Lát nữa mình sẽ giới thiệu thêm về cái quả này nữa, cái quả sung mật này. Quả sung mật này nó ấy lắm, nó đặc biệt, quả này đặc biệt này. Quả này cái lõi của nó cái thịt của nó màu tím rồi, nó không phải là như bình thường nhá. Kể cả xanh như này nó cũng màu tím này, quả như này còn xanh này. Bây giờ mình sẽ lấy vào kia, lát nữa mình sẽ làm món đấy nhá mọi người nhá. Hôm nay thì mưa rồi. Đây nhá mọi người ơi. Đấy à, hôm nay anh em mình đi thì trời nó mưa này, những cơn mưa đầu mùa nó bắt đầu rồi, nên là cái lán của mình thì yên tâm rồi. Cái lán của mình thì yên tâm là không lo gì hết rồi. Đây này, mọi người có thể lên đây xem cái lán thì đảm bảo mưa rồi này. Đấy nhá mọi người nhá, cái lán của mình hôm nay là không bao giờ lo ướt đấy mọi người nhá, khô này, đây lốt chân mình thôi. Đảm bảo là có thể trải nghiệm ban đêm được rồi đấy mọi người ạ. Kể cả là ban ngày luôn, hôm nay trời mưa rồi anh em mình lên đây thì lúc ở nhà đi thì nó không mưa. Thế nhưng mà lên đến đây thì bây giờ mưa rồi thì thôi thì anh em quyết định ở đây lại đây thôi thì làm một chút mấy món ăn để anh em liên hoan khánh thành một tí. Đây mọi người, mình có tìm được một đống cua đá đây này. Hôm nay là có món cua nhá. Đây trong túi đây mọi người nhá, hôm nay mình đi thám tính một tí rồi mình bắt được một đống cua đá đây. Đấy để mình lấy ra hết nhé. Đây mình do mình để trong túi áo rồi nên là mình phải nhấc càng nhấc nó ra được nhiều lắm. Nó to nữa chứ. Đấy nên là để nó đỡ bò đi, không nó cạp cả mình cái này. Ô chết rồi, bò đâu mất. Có hai con thì phải đây này. Đây này còn sống này. Đấy. Ôi trời ơi. Đấy, thế này phải nhấc. Phải nhấc nó ra. Ôi giời. Phải nhấc cái mai nó ra rồi nó không đi. Đấy, nhấc tạm cái mai nó ra nó không đi được. Đấy còn bên này nữa. Ôi bò đi mất. Nút trong túi áo mà còn đi đây này. Đấy con này chào bá không to. To sướng mọi người ạ. Úi giời. Ở kia nhấc mai ra rồi. Đấy hôm nay là có món cua nhá mọi người nhá, rất nhiều luôn. Đây vẫn còn. Còn chỉ lấy những con to thôi, những con to mà những lấy những con đực thôi nhá đây này. Con đực là nó cái mai nó như thế này, cái yếm nó bé như này nhá. Còn cái là cái yếm nó to. Cái mùa này nó mùa nó đang có trứng này, những con cái mình sẽ không ăn đâu. Để nó sinh nở có cái nguồn lợi của rừng nhá mọi người nhá, đây này càng to tướng này. Đây toàn những con đực thôi nhá, mình không lấy con cái. Đây một máng này, hôm nay tí nữa mình sẽ chế biến món này về để mà nhấm nháp khai trương cái bếp mới này với lại cái nhà đã xong. Vâng đây là cái ngọn lửa đầu tiên được nhóm ở cái bếp mới này mọi người nhé. Vì là do mưa, có mưa quá đi hôm trước mình nó không mưa thì mình không để ý, không được cất cái củi đi nó ra nó ướt. Nên là cái việc nhóm bếp cũng rất là khó rồi, cũng may là để được một tí đóm mà nhóm là cái phong tục ấy, làm nhà xong thì người ta sẽ quan trọng là cái bếp mà. Có ăn hay không ở cái bếp, ăn được hay không ở cái bếp hết. Nên hôm nay mình chính thức là mình sẽ khai trương cái bếp này. Lần đầu tiên nhóm bếp ở cái căn lán này, hôm trước thì đun tạm dưới kia thôi. Này mới là chính thức có bếp. Giờ mình sẽ bỏ gạo nấu cơm mọi người nhá. Đầu tiên là phải cứ nấu cơm chứ đã, rồi làm thức ăn là vừa. Càng to thế, nhìn càng cua này to lắm, thịt lắm. Cái cua rừng ăn cua mà không biết cắn càng để mà ăn cái thịt ở nó trong thì chưa bao giờ là biết ăn cua luôn, càng to tướng luôn. Giờ mình sẽ làm sạch đi và luộc nó lên để tí chấm
ớt. Đây nhá, cái ấy của nó nhá, cái bộ thải nó ở đây nhá, mọi người gạt cái chỗ này đi này, nó đắng. Có người thì rất thích cái đắng này luôn, nhưng có người lại không thích. Đây này, mùa này nó béo lắm này. Cái vàng vàng này là ngon lắm đấy. Mày có hôm nay đi mình đi tìm ấy, mình đi nó mưa ấy. Mưa có cái hay của mưa. Lên đây là gặp luôn mấy con cua. Mình chỉ ăn những con đực thôi nhá mọi người nhá, để có những con cái để cho nó sinh sản này. Cái yếm của nó mọi người nhìn này, cái yếm bé này là con đực này. Còn cái yếm mà nó to như thế này là con cái, để cái mùa đang sinh sản ấy, mình sẽ không bắt những con đấy. Lợi rừng bền vững mọi người ạ. Rồi mình sẽ cho nước vào để đi luộc cua đã. Đấy, cho bằng này để tí nữa hút tí canh nước canh ngọt của nó. Lên, nồi móng này luộc rất là nhanh luôn. Nồi cơm thì chín rồi, ok rồi. Để chỉ cái nồi canh cua được thôi. Đấy, cơm thì ok, phần cái này quá chín luôn. Phải chín luôn ra đây này, nó mà nó cái mình thấy cái thịt của nó rất là đặc biệt luôn, nó có một cái đặc biệt của nó là mình khi mình gọt đi này, nó thịt nó đỏ nhá, cái quả sung cây sung này rất là tuyệt vời luôn. Đây mọi người này. Mình gọt ra này. Đây này mọi người. Cái quả sung này nó có đặc biệt là nó tím, nó đẹp lắm. Đây. Đây nha mọi người nhé, bây giờ mình bổ ra mình cho mọi người xem cái quả sung của nó nha. Đây này, cái sung mà cái ở trong nó cái thịt nó tím mà ở trong này, những cái hạt của nó này, cái này ăn ngon lắm đấy. Đây mình sẽ cắt miếng vừa ăn thôi, để mà lát nữa mình sẽ lắc muối ớt. Mình sẽ lắc muối ớt này, muối ớt chanh. Đấy, mình sẽ cắt từng miếng vừa ăn thế này thôi. Quả nào nó cũng thế nha mọi người nhé. Đây này. Đấy, thích lắm. Nó, cái hạt của nó này ăn giòn sật sật luôn này. Mình nhìn thấy là mình đã thèm rồi. Nhưng mà chưa có dịp để, mấy tập trước chưa có dịp để mình lấy thôi. Trời ơi, món cua nhất nhật luôn. Đây là mọi người này, nước canh này vàng óng này. Cái gạch nó ra ấy mọi người. Cái mỡ ấy, cái ấy của nó ra này. Canh cua. Thôi giờ chín rồi. Chín rồi để mình bắc ra đã. Đấy, mình sẽ để đây đã. Nồi cơm thì đã chín rồi, mình nhắc ra luôn đấy mọi người nhé. Đây. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ làm một ít than để nướng cái thịt nữa. Đây mình sẽ nướng ít thịt nhá, để có tí chất đạm mà sống như mấy cho bù cho mấy hôm vừa rồi làm thằng em nó quay nó đi theo nó cũng vất vả lắm rồi. Thịt tươi luôn nhá, mình vừa mua ở dưới làng ấy. Tươi luôn. Đấy. Mình sẽ tách những cái chỗ dày ra để nó dễ chín mọi người ạ. Tách chỗ dày ra để nó dễ chín. Ở trên này không có thớt, có thiết gì để mà ấy đâu. Đấy, bây giờ sẽ cạp vào mà mang đi nướng. Thịt tươi. Đây nhá, thịt nào hôm nay cho thằng em nó ăn ngon tí chứ. Không có nó đi theo mình mà vất vả quá, lần sau không thấy cả dép đâu nữa thì chết. Thì làm sao mà anh em làm với nhau được lâu dài được. Để ăn lại cho nó có tí chất đạm, bù lại những ngày tháng vừa rồi. Khi mới lên đây thì chân ướt chân ráo, mình lên đây thì cũng chưa biết một cái gì cả. Đấy, đấy cạp đi nướng. Mình sẽ cắt ớt vào cho mọi người nhé. Xung lắc muối xúc ớt này. Đấy, bạn sẽ cho súp vào nhá. Đấy, vừa thôi. Bạn sẽ cắt chanh vào.
Món này mà nhắm thì còn gì bằng nữa. Thật sự luôn. Chanh mọng nhiều nhiều nước thật đây này. Để gông gông này. Chanh mọng thật đấy. Đấy, và bây giờ mình sẽ úp nó lại. Và bắt đầu nào mọi người. Đấy, mình sẽ kiểm tra nhá, mình sẽ để ướp vậy tí lát mình sẽ lắc lại. Lắc đi lắc về cho đều, thơm quá, thơm mùi chanh thật. À, mình sẽ đảo đi đảo lại nhá, cái món này là mình thích rồi đấy, mình chỉ cần nói đến rồi là mình đã thèm rồi. Đấy, lắc lên này, cái hạt nó rơi ra này nhìn hấp dẫn không? Quá tuyệt luôn. Rồi, chanh thơm lắm. Đấy, sẽ đậy vào ướp trong vòng 10 hay là 15 phút sau là sẽ ăn. Rồi, chín thơm luôn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ mang ra cắt và sẽ thưởng thức rồi ạ. Thái thịt và bỏ ra ra đống này. Đấy, bây giờ là ở đây còn không có cái gì để mà kê mà thái rồi, chắc là phải thái bằng cái xóa vào cái gốc cây này thôi. Nóng hổi. Úi giời. Nó ngồi làm. Ở đây là mình không thể thái miếng bé được nữa mọi người nhé, gọi là cắt ra cho nó để mà lấy ăn được thôi, chứ còn đây là thịt chín đảm bảo luôn đây mọi người này. Đấy. Chỗ này còn cháy đấy. Ở đây là không thể thái miếng bé đâu, ăn miếng thịt to nói lớn rồi mọi người thông cảm nhé. Chứ không phải không tí bảo mình không ấy đây này. Gọi là thái xong xé sâu sát ra mà ăn trên rừng như thế thôi, nó không được như ở nhà đâu. Đây này, thịt chín đảm bảo luôn nhá. Nướng từ từ, nướng lâu lắm. Mình làm ẩm thực thì cái gì có thể ăn tái được, nhưng mà cái thịt thì không đâu, đặc biệt là thịt lợn nữa. Món gì ăn tái được thì ra ăn tái, còn món gì mà không ăn được là nó sống là rất là dở luôn. Nó phải như thế, ăn chấp nhận thôi. Ở trên rừng ăn miếng thịt to nói lớn rồi thì chấp nhận thôi. Đây, chấm với muối ớt nữa. Đây mọi người nhé, nó trông ở đây. Ở nhà thì khác, còn lên rừng mà không thể nào mà mới được ăn theo đâu mọi người ạ. Thái miếng to thôi. Một tí ăn thì chấm ớt chua cay nữa là ăn thôi. Một trải nghiệm khó quên đấy mọi người ạ. Đây nha mọi người nhé, tất những là đồ sạch không này. Chín rất là đều, thơm luôn, mình thái đã thơm rồi. Mình sẽ tiến hành chuẩn bị cho các món này. Bây giờ mình sẽ bới cơm nhé để kiểm tra độ chín ở đây. Rất là dẻo, dẻo ngon luôn. Đây, đây cơm dẻo. Cơm nấu trên rừng được như thế là tốt lắm rồi. Vì hôm nay cái bếp nó mới rồi này. Cơm đảm bảo chín nhá. Cơm chín, bây giờ mình sẽ vớt cua ra đã. Cua chắc là đặt ngay chỗ này rồi để mà anh em tí nữa ăn thì bốc tay. Đây cua đây. Hôm nay cua rừng ăn thế này thoải mái luôn. Cả đống luôn đây này. Đây mình sẽ vớt bớt vài con ra đây mọi người, cua đây. Đây. Những cái càng to chả bá này. Đấy, mình chỉ để nguyên cái canh trong nồi thôi. Tí nữa cái này bốc ở đây là anh em sẽ thưởng thức. Vì hôm nay caramel sẽ mình sẽ cho caramel lên hình một chút mọi người nhé. Đây những cái càng cua này ngon chưa, vời quá. Nhìn thấy tất là hôm nay mình có mang theo một ít rượu nhé mọi người nhé. Đây rượu của mình đấy mọi người, rượu đây hôm nay mang đi là kèm theo rồi, tại vì thì thời tiết mình bên đây thì nó lạnh mà,
Nó ở nhiệt độ trên này nó không như dưới nhà đâu, tại vì nó cũng chỉ là trong trung tuần tháng 3 này thôi. Thì nó vẫn còn lạnh. Nó hết một đợt này nữa là nó sẽ nắng ấm, nắng nóng trở lại thôi. Còn mà thời tiết ở cái vùng mình đây thì năm nào nó cũng như vậy luôn. Năm nào cũng thế. Và nó cũng như thế này luôn. Đây một nồi canh đây rồi. Một nồi canh như này. Và nước chấm thì mình sẽ bắt chanh vào để mà thử nước nước chấm. Mình ăn cay lắm mọi người ạ. Mình ăn được cay ấy. Không phải vì đi làm clip mà mình mới ăn cay đâu, mà thường mình rất là ăn cay rồi. Nhất là cái thời tiết ở trên này nó lạnh như thế này nữa, ăn cay tốt thôi. Cũng không có gì là nhiều lắm. Mỗi lần thì vài quả ớt này, 4-5 quả này là được rồi. Và đây là món chính cho hôm nay nè. Cái món chính mà mình muốn giới thiệu đến các bạn chính là cái món này đây. Đây, đó là cái món này. Đây là cái món sung muối này, muối ớt này mọi người nhé, muối ớt đây này. Đấy, mình đã trộn rất là đều rồi, nó rất là cái màu nó đặc biệt lắm mọi người, nó hấp dẫn lắm, người nhìn tuyệt vời luôn. Đây mọi người này, sau khi mình đã ướp được ớt giết các thứ rồi, muối súp chanh đầy đủ rồi. Đây, cái món này là món chính của hôm nay này. Còn cua thì mình cũng đã được từng giới thiệu rồi. Và thịt nếu các thứ là bình thường thôi món này. Và bây giờ mình sẽ giới trước khi mình ăn thì mình sẽ giới thiệu qua một chút đây mọi người nhé. Sở dĩ tại sao mà mình lại có 3 cái ly rượu ở đây. Tại sao mình lại làm 3 cái ly ở đây? Và bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng này. Thì thường theo cái phong tục ấy, đất thì có thổ công sống có hòa bá. Thì ở đây thì mình sẽ dành một suất. Thì đặt ra bên kia thì trước khi ăn thì mình sẽ đặt một ít cơm, mỗi thứ một tí ra. Đây là theo phong tục nhá mọi người nhá, kể cả đi rừng hay ở nhà hay ở đâu, bất kỳ ở đâu nữa. Với nhất hôm nay khai trương bếp thì mình sẽ dành một phần cơm này, một phần cơm đấy, và một ít thức ăn. Mình ăn gì thì người ta ăn đấy. Đây này, thịt cũng có này. Thịt thì mình sẽ cho 2 miếng lớn như thế này. Thịt và cua cũng thế, mình để một cái càng, mà nếu mình ăn gì thì mình cho người ta ăn cái đấy nhá mọi người nhá. Đây mình sẽ đặt ra kia. Đây mình ăn gì mình cho người ta ăn đấy. Đấy, mỗi thứ một tí thôi, không còn nhiều, những tấm lòng của mình thôi. Đây là một cái truyền thống rất là quý báu mọi người ạ. Kể cả chúng ta ở đâu cũng vậy, luôn luôn là chúng ta phải ghi nhớ cái điều đấy. Ở đây là có cây que, có gốc, có canh nữa. Thôi thì ít hay nhiều thì mình mời người ta một tí. Bởi vì hôm nay cũng là lần đầu tiên mình khai trương, mấy hôm trước thì ăn ở đây mình cũng có vứt cho vài miếng rồi. Nhưng hôm nay mới chính thức thì mình sẽ rót một cái ly rượu thơm ngon nhất đây này. Là rượu mình, rượu mạnh nhá, mà ngâm mật ong đàng hoàng nhá mọi người, đây này, vàng óng luôn. Đấy, mình sẽ để cái phần đầu tiên đây cho người ta đây. Ở đây người ta ngồi ăn với mình nhá mọi người nhá. Đây là nó, mình sẽ đặt ở đây. Đấy, thế là mình đã thể hiện cái tấm lòng thành của mình thôi. Cái này nó là tư duy tâm linh thôi mọi người, nó cũng không có gì hết cả, nó là một cái truyền thống quý báu thôi. Đấy, nó ở đâu cũng thế, nó đất thì có thổ công mà sông thì có hoa bá, mà ở đâu cũng như vậy. Là thôi bây giờ mình sẽ rót ra đây 2 ly rượu. Rót đây hai cái bát đây, một cái bát mình đây và một cái bát cho anh Caramel đây. Tí nữa mình sẽ review cho anh ấy lên hình với cùng mọi người nhé. Rất là nhiều anh em thắc mắc bảo là không cho Caramel lên hình với. Đây mình sẽ rót hai cái ly rượu đầy như thế này luôn. Đây. Đấy, hai ly rượu như thế này. Và thường là các clip của mình thì sẽ ít khi rượu chè thôi. Thế nhưng mà hôm nay thì đặc biệt là một cái ngày khai trương lán như thế này ấy, thì mình sẽ để một chút. Và bây giờ trước khi mời anh Camera thì mình sẽ thử cái món đặc biệt này trước một tí mọi người nhé. Thịt nướng các thứ cua thì ăn rồi, nhưng mà cái món này mình thấy rất chi là đặc biệt này. Thì bây giờ mình sẽ lấy một miếng này, là mình sẽ ghém thử miếng ớt cho mình ăn thử mọi người nhé. Cái vị giòn. Nói chung là cái cảm giác trên là giòn. Và cái vị chát ngọt chát ngọt. Cái hạt của nó với ấy giòn lắm này. Mình ăn miếng này. Kết nhất là cái hạt này. Cái phần hạt với cái hiệu bông của nó này. Ăn nó giòn kia sật. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức một tí cảm giác nào. Cái rượu mà
mà ở trên khung cảnh nó lạnh lạnh như thế này, hôm nay là phải mặc quần áo như thế này rồi, hôm nay không dừng mấy chứ. Hôm mình mời mọi người nhá, thưởng thức mình nhá, hôm nay là đặc biệt là mình có thêm một tí rượu, mọi người rất là thông cảm, mình không phải là một con nghiện rượu hay một con mọt rượu đâu. Tóm lại là tử lượng mình uống cũng rất chi là tốt. Nhưng hôm nay khai trương cái bếp với cái lán mình hoàn thành thì mình uống một chút để gọi là lấy cái động lực để mình ra nhiều các clip hơn. Đây nhá, cái phần mời thì mình cũng đã mời rồi. Và bây giờ thì mình sẽ uống một cái ly rượu như thế này để cảm nhận cái hương vị của nó mọi người nhé. Tuyệt vời. Không ngờ là hôm nay mình lại được thưởng thức một cách khác biệt vào một cái nơi hoang dã này, mà mình kết nhất với món này mình sẽ nhấm một miếng cho mọi người nhé. Tuyệt vời. Và mình mời toàn thể các bạn cùng thưởng thức với mình. Và sau đây mình sẽ mời anh Caramel sẽ trở lại đây ăn cơm mình luôn ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vĩ đây. Nói chung là hôm nay mình cũng vừa mới lên hình. Nói chung mong các bạn ủng hộ hai anh em mình. Mình xin mời tất cả các bạn dùng bữa với mình nhá. À, xin mời mọi người dùng bữa với hai anh em mình nhé. Đây đây cũng là ly rượu đầu tiên để hai anh em có dịp tri ân và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, và mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ hai anh em mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Và qua đây thì mình rất mong muốn rằng mọi người sẽ trong thời gian tới sẽ ủng hộ cho hai anh em mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mong muốn rằng mình sẽ thực hiện những clip có cái chất lượng âm thanh và hình ảnh mới hơn để phục vụ nhu cầu giải trí của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.